top 5 loại phim được giới trẻ xem nhiều nhất. Phim tình cảm. Phim tình cảm à? Top 1. Tình cảm mấy người em? Hai người. Hai người. Của nước nào? Hàn Quốc. Hàn Quốc top 1, Hàn Quốc tình cảm à? Vâng. À, lãng mạn các thứ rồi. Ở top 2. Top 2 là phim kinh dị. Phim kinh dị. À, thế loại kinh dị em xem kiểu của nước nào? Mỹ. Mỹ à? Vâng. À, Thái Lan thì sao? Thái Lan cũng được. Cũng được à? Mà Mỹ hơn à? Mỹ sợ hơn hay Thái Lan sợ hơn? Mỹ gay cấn hơn. Mỹ gay cấn à? Kỳ tính gay cấn. Em nói gay cấn thì cứ nghĩ phim khác gay cấn không à? Không phải phim kinh dị em ơi. Ok rồi, hết top 3. Top 3 là phim hài. Phim hài. Vâng. Hài của nước nào? Phim hài của nước nào? Việt Nam. Việt Nam à? Ừ. Cụ thể là em thích diễn viên nào? Diễn viên á? Bộ phim của diễn viên nào à? Bộ diễn viên nào đóng? Không, em chỉ thích phim của Trấn Thành viết ra. À, Trấn Thành sản xuất đúng không? À, ok rồi, top 4. Phim hoạt hình. Phim hoạt hình á? Ở lớn từng này còn xem phim hoạt hình à? Phim hoạt hình gì em? Dạ. Phim hoạt hình gì? Hoạt hình anime ạ, của Nhật. Chứ không phải phim thiết hình à? Không. Sao không xem phim thiết hình? Phim đấy là không. Trời ơi, phim đấy phải học hỏi kinh nghiệm và thực chiến đấy chứ. Đấy em xem. Thế top 5 là phim hình đúng không? Không. Top 5 là phim kiểu phim mon heo ấy, không biết à? Em phải cho cái đấy vào top 5 thì không mấy bạn comment nói đấy. Phim của Nhật. Phim của Nhật ý. Ôi. Hả? Làm sao thôi, bây giờ người ta sản xuất phim ra để cho mình xem thì ai xem được quyền người đấy đúng không? À. Không, mình vẫn phải cho lên vào top. À. Anh hỏi top 5 là gì? Phim XX. Phim X à? Em còn mặn hơn anh nghĩ đấy. Em xem chưa? Thề đi. Thề. Thế bây giờ ví dụ bọn anh muốn xem thì xem ở đâu được? Hay xem trên mạng. Trên mạng thì cụ thể là làm sao để xem được chứ? Trên mạng đấy chả biết. Anh tra Google. Tra Google như nào? Tiếp theo em phải xem phim này tốt hay xấu? Em nghĩ là chưa đủ tuổi thì xấu. À. Còn mà đủ tuổi thì tốt. Em bao tuổi? Em 23 tuổi. Em bao thế đủ tuổi để xem thì xong không xem? Mỗi em xem sau, em củng cố sau. Thôi không, khi nào có hai mình thì xem đi vui hơn. Đúng không? Trong cái top 5 thể loại phim em vừa xem ấy, thì phim nào em thích nhất? Phim kinh dị ạ. Kinh dị à? Em ngược với anh nhỉ? Em biết mà. Em biết anh xem phim gì? Thì anh tự, anh cười thì em biết. Không, anh xem phim ấy thôi. Ừ, cuối cùng. Kể cho anh top 5 thể loại phim mà con gái thích xem nhất. Em nghĩ là phim tình cảm này. Là của nước nào? Của nước Hàn anh ạ. Hàn Quốc à? Tình cảm mấy người? Tình cảm hai người. Hai người. Có phải cái phim em đang nghĩ như anh đang nghĩ không nhỉ? Em không biết. Hai người làm gì hả em? Em không biết. Em không biết nhà đấy, em không ngăn cản được suy nghĩ của anh, em không biết. À, có được ôm hôn hay là như nào không? Ờ, thì tình cảm đấy chắc chắn là được rồi anh. À, được à? Được. Vâng, hy vọng. Câu 2 là câu 2 là gì? Phim hành động anh ạ. Phim hành động của nước nào? Của Trung Quốc anh ạ. Hành rồi động à hay là sao đấy? phim kiếm không? Kiếm hiệp à? Không ạ. À, hay là phim đấu kiếm? Ở dưới vậy. Không biết trả lời nào, bảo yếu quá anh. Không nhỏ được vào. Phim em vừa bảo là phim hành động đánh nhau ấy anh. À, đánh nhau gì? Ok rồi. Phim top 3. Phim hài anh ạ. Phim hài à? Phim hài của nước nào? Phim hài thì em hay xem của Việt Nam anh ạ. Sao hài hước thế? Nhìn em hài hước mà. Top 4. Top 4 em nghĩ là... Nhưng mà phim hài là kinh dị rồi đúng không anh? Phim của Nhật ý. Top 4 là phim nước nào? Top 4 à? Em nghĩ là chắc là phim Nhật anh ạ. Phim Nhật à? Ừ, em nghĩ vậy. Phim gì em? Thôi nói kiểu mập mờ chắc là mọi người sẽ biết anh ạ. Phim... Em xem chưa? Em xem chưa? Em xem rồi. Rồi tôi gài vào cái thế này rồi. Phim Nhật mà. Phim Nhật mà, đâu có lời ở đâu. Phim Nhật thì anh biết là phim Nhật nó sản xuất nhiều loại phim lắm. Mà phim em xem rồi, không biết có giống cái phim anh cũng xem rồi ấy không? Em phim, không biết phim, là phim anh... Phim đấy hay chiếu vào thời điểm nào mà ở đâu ấy? Địa điểm hay chiếu nhiều ấy. Chắc là, đúng rồi, trong nhà và ngoài trời cũng có mà anh. Ui, ngoài trời luôn á, trong nhà có thể xem được chứ ngoài trời view ở ngoài, hồ bơi, bể bơi ở đâu ấy. Chắc là ở bên ngoài, kiểu chỗ mà nó có view ở bên ngoài ấy anh. View cửa kính ấy anh. À, view cửa kính à? View cửa kính anh ạ. Kinh nghe, hiểu biết thế. Thế em thích ấy ở đâu? Chắc em thích ở ngoài biển, bãi biển anh ạ. Bãi biển này. Vâng. Thế hồ bơi được không? Hồ bơi thì cũng ok mà anh. Cảm thấy lúc ấy sẽ ra sao? khoái ấy 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 em biết ấy là anh hỏi cái gì không?
Chắc là tình cảm hai người ấy anh. Tình cảm hai người à? Không, mình phải bảo là phim tình cảm hai người nha em. Đúng rồi, phim tình cảm hai người nha. Top 5 là phim gì? Em nghĩ là phim bắn súng anh ạ. Bắn súng à? Thế em thích cầm súng hay sao mà xem phim bắn súng? Đúng rồi, em thích cầm súng, hai tay hai súng luôn anh ạ. Hai tay hai súng tung hoành khắp nơi à? Ở phim của nước nào anh ạ? Của phim của nước Mỹ anh ạ. Mỹ à? Vâng. Mỹ, em biết phim Mỹ gì mà có gì gì cây cây gì đấy. Top 5 bộ phim em vừa kể thì em thích nước ạ. Top 5 bộ phim em vừa kể thì em thích bộ phim nào nhất? Em nghĩ là phim Nhật anh ạ. Phim Nhật à? Em giống anh nhé. Thôi đi mình xem chung em nhỉ? Tâm đầu ý hợp anh. Thì mình đi xem luôn này. Ok không? Đi luôn anh ạ. Đi luôn. Đi luôn đúng không? Đi. Đây, khoác tay vào đây để đi. Kể cho anh top 5 thể loại phim mà giới trẻ xem nhiều nhất. Hành động. Hành động à? Top 1 là hành động à? Hành động là cụ thể là của nước nào? Kiểu US UK thôi. US UK à? Ghê. Em có biết phim đấy không? Không biết sao em dùng từ mà anh nghe nó giống lắm. Anh hỏi UK cho em cười. Thì em thấy anh cười này. À thế à? Chứ không phải là thấy quen quen à? Mình bị lan tỏa tiếng cười mà đúng không? À ừ, ok. Rồi top 1 là phim thể loại hành động của Mỹ. Vâng, hành động. Ok. Hành động hai người có được không? Hai người thì làm sao có hành động ạ? À? Hai người không hành động à? Về xem lại phim đi nhá. Top 2 là gì nào? Top 2. Kinh dị. Kinh dị à? Của em thích của nước nào? Em không xem nên em không biết ạ. À. Kinh dị mà không xem á? À? Sợ ma hay gì? Đúng rồi, sợ ma. Thế làm sao để bớt sợ được? Thì bằng cách là em không xem thôi ạ. À, thì có người yêu rủ xem cùng thì đỡ sợ hơn không? Không ạ, chắc chắn là nếu mà người yêu em rủ đi thì em sẽ không xem. Top 3 là thể loại phim gì? Tình cảm à? Tình cảm kiểu là của nước nào? Chắc là đa số là các bạn trẻ sẽ xem phim Hàn nhiều nhất. Không, anh nghĩ tình cảm phim Nhật vẫn hay. Phim Hàn hay ok. Phim Hàn là kiểu yêu đương hẹn hò xuyên xuống một tí đấy à? Ok rồi. Thế top 4? Chắc là phim hoạt hình. À, top 4 là phim hoạt hình. Ở nước nào? Mấy cái phim hoạt hình hay là chiếc hình em có nói nhầm không? Anime. Ừ. Anime. À là các bạn từ đầu tổ có nhiều xem? Thiếu nhi là Doraemon này, Conan này. À. Đấy em thấy là ra già và các bạn ủng hộ hai phim đấy rất là nhiều. Thế là phim hoạt hình thì các bạn nhỏ xem nhiều. Đúng rồi. Còn phim nhiều hình. Em có xem phim nhiều hình không? Em không. Nhiều hình ảnh ấy. Nhiều hình ảnh á? Mình chơi thêm bạn nghĩ như nào các bạn ơi, đúng rồi phim nào thì nhiều hình ảnh. Thôi, ok, top 5, top 5. Top 5 chắc là phim hài kịch. Hài kịch của nước nào? Hài kịch thì có, em thấy có Hàn này, Thái, cả Việt Nam, Hải và Em thích xem okay. Thể loại của nước nào nhất? Em thích xem Thái. Xem Thái nhất à? Em kể ra cho anh top 5 thể loại phim mà giới trẻ xem nhiều nhất. Em nghĩ là top 5 thể loại phim top 1 là giới trẻ xem nhiều nhất là Hàn Quốc. Vâng. Một là em nghĩ là Hàn Quốc luôn. Vâng. Vì sao em thích phim Hàn Quốc? Trai đẹp ạ. À, bà xem là bà ngắm trai đẹp. Em xem vì nội dung ạ. À, chắc không? Chắc ạ. Nội dung gì ấy? Nội dung hay nội thất? nội dung ạ. Chứ không phải nội thất à? Trong nội dung có cả nội thất ạ. À, vâng. Bao gồm có gì xem cái đấy đúng không? Vâng, có cái gì xem cái đấy. Người ta chiếu cho mình xem mà. Dạ vâng. Thế top 2 là phim gì? Top 2 em nghĩ là phim Trung Quốc. Trung Quốc? Vâng. Trung Quốc thì có phim gì mà em thích xem nhất? Em hay xem Xuyên Không ạ. Xuyên Không à? Vâng. Tức là mình đang xuyên không về đây thì về thế giới này đúng không? Không ạ, mình xuyên không về thế giới khác ạ. À, từ thế giới này xuyên không về thế giới khác? Vâng. Ok, top 3. Top 3 em nghĩ là phim Châu Âu. Châu Âu à? Cụ thể vâng. Là nước nào? Mỹ ạ. Mỹ à? Vâng. Mỹ là cây cây gì đấy à? Vâng, em thích xem những thể loại hơi đôi khi hơi bom tấn tính. Hơi bom tấn à? Vâng. Kiểu là nó là hành động hay là đấu kiếm hay là đấu súng hay gì em? Chắc là đấu súng ạ. Đấu súng à? Vâng. Anh tưởng là xem đấu kiếm chứ. Không ạ. Em thích súng à? Em thích cầm súng không? Không ạ, súng tùy loại súng ạ. Anh đang nói là súng khác em ạ. Vâng, em là tùy loại súng mà. Súng em cầm là em thích dài hay ngắn đấy. Không, em thích xem, không thích cầm ạ. À, không thích cầm. Vâng. Ok, top 4 à? Top 4 ạ? À? Ừ. Top 4 em nghĩ là phim Việt Nam ạ. À? Ừ đúng rồi, anh đang thắc mắc là tại sao phim Việt Nam không có phim gì để xem.
Em hay xem phim lịch sử. Lịch sử à? Vâng. À, yêu đất nước, yêu đồng bào đấy cả. Chắc chắn rồi ạ. Yêu đất nước là tình yêu vĩ đại nhất ạ. Ok. Vâng. À, top 5 là thể loại phim nào nào? Phim Nhật ạ. Phim Nhật à? Vâng. Hay xem phim Nhật, hay xem phim Nhật à? Em hay xem anime của Nhật. Anime của Nhật à? Hoạt hình. Hoạt hình ạ. Chứ không phải xem hình à? Hoạt hình ạ. Thì trong hoạt hình cũng có xem phim ạ. Nhưng mà nó là hoạt hình. Ờ, không có xếp. Không xếp. Thế bao giờ thì xếp? Khi nào phim xếp thì xếp ạ. À, vâng.